Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm SIF Glucosamine 1800mg do SIF sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Sif Glucosamine 1800mg cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Sif Glucosamine 1800mg có thành phần là Glucosamine Sulfate 1800mg, Metin Sulfonin Metan, MSM 500mg, Chondroitin 1200mg, Sơ ý Isoflavone 70mg collagen 120mg, sắc 200mg, silimarin 100mg, calcium 120mg, vitamin D3 20 EU, sif glucosamin 1800mg được bào chế dưới dạng viên nén. Sif glucosamin 1800mg mang lại cho người dùng công dụng. Sif glucosamin 1800mg có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh về thoái hóa xương khớp thứ phát hay nguyên phát như khớp háng, đốt sống cổ, viêm khớp bán và mạn tính, đau lưng sản phẩm dùng cho các trường hợp người bị chấn thương cơ xương, khớp trong thể thao, người hoạt động thể thao mạnh, người trung tuổi, cao tuổi có nguy cơ loãng xương, người bị thoái hóa xương khớp, chấn thương, đau, khô sụn khớp, viêm khớp mãn tính. Sản phẩm Sif Glucosamin 1800mg được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Sif Glucosamin 1800mg được nhà sản xuất khuyên dùng như sau glucosaamine 1.800 Mg dùng với liều 1 đến 2 viên mỗi lần chống chỉ định khi sử dụng ship glucosaamine 1800mg không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm một số lưu ý và thận trọng khi dùng shift glucosaamine 1800mg đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Siflucosamin 1800mg, đồng thời biết cách sử dụng Siflucosamin 1800mg sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham